Thưa quý vị, sau trận mưa lũ lớn vào cuối tuần qua, nhiều học sinh trên địa bàn thành phố trắng tay khi trở lại trường học. Quần áo, sách vở, đồ dùng học tập bị hư hại nặng hoặc bị cuốn trôi theo dòng nước. Các trường học đã huy động nhiều nguồn lực để giúp cho các em học sinh nhanh chóng ổn định trở lại với nhịp học tập bình thường. Ghi nhận của phóng viên tại quận Liên Chiểu, một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt này. Nằm trên địa bàn có nhiều học sinh cư trú tại tuyến đường Mẹ Suốt, Phạm Như Xương, Hoàng Văn Thái. Những khu vực bị ngập sâu trong trận lũ kinh hoàng ngày 14 tháng 10 vừa qua. Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu đã vận động các cá nhân, cộng đồng ủng hộ sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh khi các em trở lại trường. Những ngày này, những sam vở, bộ sách giáo khoa, túi sách, giày dép cứ liên tục được gửi đến sân trường, làm ấm lòng những người thầy, người cô nơi đây. Sau khi mà nắm bắt tình hình và yêu cầu giáo viên chủ nhiệm thống kê và lập toàn bộ cái danh sách những học sinh bị thiệt hại, rồi động viên giáo viên trong cái đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên thì quyên góp từ người thân bạn bè rồi các cái mạnh thường quân, và nhà trường cũng động viên phụ huynh là không phải cần phải có sách vở hoặc là quần áo phải đến trường, cứ đến trường, phụ huynh cứ đưa con đến trường và nhà trường sẽ tính toán và lo liệu toàn bộ. Hiện nay trên địa bàn quận Liên Chiểu, hầu hết học sinh đã trở lại trường học, ngoại trừ trường tiểu học Hồng Quang dự kiến sẽ đón học sinh vào ngày mai. Ngoài nguồn vận động từ từng trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Liên Chiểu đã vận động được hơn 900 bộ sách giáo khoa và 1.000 sam vở để chuyển đến tay học sinh bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Những phần quà trao tay kịp thời đã giúp học sinh phần nào với bớt khó khăn, yên tâm học tập. Số lượng học sinh cơ bản đến bây giờ đã đi học trở lại bình thường, ổn định. Một số em ở trong vùng lũ, rốn lũ cũng thiệt hại rất là nặng. Nhà trường đã hỗ trợ mỗi em một phần quà 500.000, một bộ sách giáo khoa và 100 vở để các em ổn định trong thời gian đầu tiếp tục học tập. Sở Giáo dục Đào tạo thành phố cho biết trước mắt Liên đoàn Lao động thành phố đã thống nhất hỗ trợ kinh phí để học sinh mua 1.362 bộ sách lớp 1 và lớp 2. Hiện nay trên địa bàn thành phố chỉ còn học sinh một số trường học tại huyện Hòa Vang và quận Liên Chiểu bị thiệt hại nặng sau mưa lũ chưa thể đến trường. Nhưng tin rằng với sự chung tay của cả xã hội, sau cơn mưa trời lại sáng, con đường đến trường của các em dù có khó khăn nhưng vẫn luôn rộng mở.